Thưa quý vị, sau chuỗi ngày miền Bắc chuyển lạnh với những đợt rét sâu, thậm chí xuống ở ngưỡng 16 độ, bắt đầu từ hôm nay ngày 27 tháng 4, nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt tăng thêm, mưa sẽ chấm dứt và thời tiết tương đối thuận lợi trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây. Ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm ngưỡng 22-25 độ. Ở khu vực phía Tây, nền nhiệt cao hơn ở mức 24-27 độ. Từ ngày mai ngày 28 tháng 4, những cơn mưa rào chỉ còn lác đác vài nơi, trời chỉ còn rét nhẹ và sẽ đồng loạt tăng nhiệt trong những ngày tới, có thời điểm trong ngày chạm ngưỡng 29 độ. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây, thời tiết khu vực miền Bắc hầu như không có mưa, cũng không ghi nhận một đợt không khí lạnh nào bổ sung nên trời khá nắng và nóng. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5 có nơi nắng nóng. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong giai đoạn chuyển mùa thì từ nay đến nửa đầu tháng 5, nguy cơ về dông lốc và mưa đá là rất cao, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi, nên người dân cần chú ý phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.